nhậu vào phía đây ơi, nhậu xong ai xe là ngủ rồi chừng là tỉnh dậy nhậu tiếp. Ôi quê đơn giản mà sướng anh em ơi. Thấy nghĩ cái quán này nhậu là độc lạ nhất Việt Nam anh em ơi, chứ mình chưa thấy quán nhậu nào mà có cái chương trình mà khuyến mại giảm như ở ngay chỗ cái đài bán dân của mình anh em. Anh em nào muốn nhậu trước đây liên hệ về quê Bình Định mình nhậu nha. Đúng rồi. Mà đặc biệt là nghe cái chỗ nhậu ba độc lập. Ở vô ngay đi, vô ngay đi. Đó nhạc lên rồi. Ở đây thấy chưa? Nhạc lên luôn, mà bắt lên nhạc luôn. Đâu? Đâu? Xin đồ đồ cúng của nhà anh gió nha anh em. Đồ cúng bữa nay mùng nay bằng ngày anh em ơi. Đơn giản anh em mình ở quê một ngày làm không ra tiền nên anh em mình nhậu đơn giản nhậu bia đĩa tiền một thùng bia có cái mấy ngày anh em.